Xã Vân Hội, huyện Tam Dương là địa phương có truyền thống bề dày kinh nghiệm về sản xuất các loại rau xanh. Song hầu hết quy trình sản xuất rau ở Vân Hội đều sản xuất theo phương pháp truyền thống thủ công. Do đó, chất lượng rau, giá thành sản phẩm thấp, chất lượng sản phẩm chưa an toàn cho người tiêu dùng. Để đáp ứng với xu thế phát triển của một nền nông nghiệp sạch phù hợp với thị trường, huyện Tam Dương đã xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp nhằm từng bước giúp nông dân làm chủ các tiến bộ khoa học kỹ thuật, khai thác được tiềm năng về đất đai, lao động, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, năng suất, chất lượng cao, đảm bảo sức khỏe cho người lao động, hướng tới một nền nông nghiệp sạch, bền vững. Qua theo dõi quá trình sinh trưởng và phát triển của rau theo hướng Việt Gáp thì chúng tôi thấy rằng là cái hiệu quả kinh tế rất cao, rau phát triển tốt và trên cái diện tích mà được thực hiện thì rau phát triển đảm bảo và nhân dân rất đồng tình ủng hộ. Chúng tôi cũng rất mong muốn rằng mà cái này đảng chính quyền địa phương cũng sẽ có cái kế hoạch là tiến tới là cũng sẽ xây dựng cái sản xuất vùng chuyên canh rau của Vân Hội theo cái hướng Việt Gáp để đảm bảo được cái việc phục vụ cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh cũng như là địa bàn ngoài tỉnh. Mô hình được xây dựng dưới sự giúp đỡ của chương trình phát triển nông thôn và miền núi của Bộ Khoa học và Công nghệ với quy mô 5 hecta tại thôn Vân Sau với 84 hộ gia đình tham gia. Để thực hiện đúng quy trình kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Ban quản lý dự án huyện Tam Dương đã phối hợp với Viện Môi trường Nông nghiệp phân tích mẫu đất, mẫu nước tại khu vực triển khai dự án. Qua phân tích cho thấy các chỉ số đều nhỏ hơn giới hạn, đảm bảo cho nông dân sản xuất rau an toàn. Đồng thời tổ chức các lớp tập huấn cho các hộ gia đình tham gia dự án về kỹ thuật làm đất, gieo trồng và chăm sóc, kỹ thuật sản xuất cây giống, kỹ thuật sơ chế, bảo quản và đóng gói rau thương phẩm, phương pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cùng với đó, đầu tư xây dựng nhà lưới, hỗ trợ nông dân một số hạt giống rau, phân bón vi sinh, giếng nước, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc từ thảo dược. Tổ chức cho nông dân ký cam kết thực hiện đúng quy trình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Từ tháng 1 năm 2013, mô hình bắt đầu được ứng dụng. Kết quả thực tế cho thấy hầu hết các loại cây trồng sản xuất như dưa chuột, cà chua, bí đỏ, rau cải xanh, ớt đều cho thu nhập cao, được thị trường ưa chuộng và tin dùng. Trong 3 năm thực hiện dự án trên quy mô 5 hecta đã cho thu hoạch khoảng gần 360 tấn rau chất lượng cao các loại, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, còn cung cấp được 3 triệu cây rau giống phục vụ sản xuất trong khu quy hoạch và các vùng lân cận. Được hỗ trợ cái chương trình Việt Gáp này, từ khi nó vào cái chương trình này là gia đình được cái số mét vuông của nhà lưới là 500 mét vuông với một sào 7 thước, tương đương với sào 7 thước. Nói chung là cái quy trình nghiêm ngặt là chúng tôi làm theo cái quy trình rau an toàn, phân, rau và cái thuốc sâu bảo vệ thực vật. Nói chung là và sau khi được cái chương trình nhà lưới gia đình làm là 500 mét vuông này là cảm thấy đã hơn nhiều so với ngoài. Tức là ở bên trong này chống bão, chống gió, chống sâu ve. Nếu như mà trong cái chương trình này làm thì là cái bảo thuốc bảo vệ thực vật so với ngoài chỉ bằng 1/5. Rau rất chi là an toàn. Quá trình gieo trồng và chăm sóc được các hộ gia đình thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy trình từ khâu làm đất, chọn giống đến chăm sóc. Đặc biệt, các loại rau được gieo trồng trong nhà lưới có khả năng ngăn gió, mưa và sâu bọ xâm nhập. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại rau sinh trưởng phát triển tốt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo các hộ gia đình cho biết, thu nhập bình quân từ trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp đạt từ 50 triệu đồng một sào một năm trở lên. Đồng thời khẳng định sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp là hướng đi mới, không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế mà còn đem lại sức khỏe cho người tiêu dùng, bảo vệ môi trường khỏi bị ô nhiễm bởi thuốc bảo vệ thực vật. Có thể nói, sau 3 năm triển khai thực hiện mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp ở xã Vân Hội, không những đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân ở xã Vân Hội mà còn là tiền đề để huyện Tam Dương nghiên cứu xây dựng một nền nông nghiệp sạch, phát triển bền vững, đảm bảo sức khỏe, nhu cầu người tiêu dùng.